Tô, Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu bột tàu bột của Roboto mà chạy nhất là mã hiệu là C1111. Roboto C1111. Bộ đầu của Roboto C111 này là một cầu một khối với thiết kế là một cầu có chế độ xả nhấn. Thì đây là cái hai cái nút nhấn, thì nút bên này là chế độ xả tiểu là 3 lít. Đây là xe đại là 4 lít, khi trong lòng thì bộ xe đại cầu Cotto thì nó có kích thước của cái bồn cầu đó, nhất là cái chiều ngang của nó là tầm 72 cm, còn chiều rộng của cái cầu đó, từ đây qua đây qua đây là 39 cm, và chiều cao của cái cầu này là 68 cm. Nó thiết kế bo tròn phía dưới thân này, lòng bàn cầu thì nó khá là sâu và khá là lớn, và cái này nó sử dụng cái hệ thống xả là xả thẳng, xả siphon xả thẳng. Thì cái bồn cầu Cotto C1111 này thì nó sử dụng là nắp chống êm, và các bạn lưu ý là cái hai cái lỗ gắn của nắp này nó khoảng là 14 cm, thì hai cái lỗ này có thể gắn với đa số các nắp của bồn cầu của Cotto và các hãng khác. Và lưu ý là cái bồn cầu này nó sẽ không được với cái loại nắp đuôi cơ, tại vì nó có thiết kế có hai cái thân gờ lên như thế này. Và còn hệ thống tâm thép phân của bồn cầu này nó khoảng là nó là 300 mm, là khoảng cách từ tường cho đến cái lỗ thoát phân là 300 mm. Thì hiện tại cái mẫu bồn cầu của Cotto C1111 này đang được bán từ đại lý Tuấn Đức chúng tôi. Nếu quý khách có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng thì có thể liên hệ chúng tôi qua số điện thoại hotline bên dưới, hoặc là truy cập vào website tdm.vn. Xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.